Cây dừa được xem là một trong những cây kinh tế chủ lực của tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, giá trị kinh tế đó thì đa phần nằm ở trái chứ không phải là ở thân cây, vì gỗ dừa là một loại gỗ khó đục đẽo, rất dễ bị đứt gãy. Dù vậy thì vì muốn tận dụng những thân dừa lão và thể hiện tình yêu của mình với quê hương xứ sở, nghệ nhân Võ Văn Bá đã tự mày mò chế tác ra một bộ đơn dừa vô cùng độc đáo. Và đây cũng là bộ nhạc cụ dân tộc được chế tác bằng chất liệu dừa đầu tiên tại Việt Nam. Và như quý khán giả thấy, có rất là nhiều cây đờn ở đây. Trước mắt tôi là một cây đờn sến, rồi đờn tranh, đờn kìm, đờn cò, đờn gáo, guitar và cả guitar phím lõm nữa. Tất cả đều được làm từ gỗ dừa và có thể ngân lên được những giai điệu tự hào của người con Nam Bộ. Chú Ba ơi, trong 10 năm chế tác vậy thì chú Ba đã làm ra được tất cả bao nhiêu cây đờn dừa ạ? Chú làm tất cả là trên 200 cây đờn có thể. Dạ. Ở tại nhà thì khoảng trên 20 cây, để ngoài bảo tàng là 113 cây tất cả. Con được biết đó, gần đây chú Ba mới chế tác thêm cây đờn 4 trong 1 nữa phải không ạ? Đang cho tụi con xem với. Đúng rồi, để chú lấy cho ba. Dạ, dạ. Mấy con ơi, bây giờ mình nghe ông Ba đờn nha. Này, 4 trong 1 là đờn gì với đờn gì vậy chú Ba? 4 trong 1 là trước hết là cái cây đờn sến. Kế đây là đờn guitar phím lõm. Dạ. Kế dưới đây nữa là cây đờn bầu. Dưới chót này là cây đờn cò. Ở đây có thêm cái micro muốn ca thì kéo lên. Dạ, bây giờ mình hát cho ông Ba đờn nha. Dạ. Cùng mắt bóng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa. Vâng, thưa quý khán giả, bằng tình yêu nghệ thuật và bằng tấm lòng của một người con xứ dừa thì nghệ nhân Ba Bá không chỉ sáng tác ra hàng trăm cây đờn dừa mà ông còn là người chơi thạo hơn mười mấy loại nhạc cụ. Ông cũng chính là người giữ lửa cho phong trào đờn ca tài tử tại địa phương. Giới trẻ khi đến đây thì ai cũng được ông hướng dẫn cách hát như thế nào, cách đờn ra làm sao. Và năm nay mặc dù U80 rồi, ông vẫn mong muốn chế tác thêm nhiều cây đờn dừa để gửi tặng cho bảo tàng, cho trường học. Ông mong muốn thổi niềm đam mê của mình vào từng cây đờn dừa, và từ bộ đờn dừa thì ông lại tiếp tục thổi lửa cho phong trào đờn ca tài tử ở Nam Bộ.